Sự im lặng á, nó trở thành nên một cái sức mạnh để nó trợ duyên cho nhiều người. Quý vị thường nghĩ á, trời ơi, cái sự im lặng này sao nghe nó buồn tẻ không? Nhưng mà không. Nó lạ một cái là khi chúng ta im lặng mà có sự tu tập, nó tỏa ra một cái lực khác lạ lắm. Phong còn ví dụ như nè, hôm nào ở nhà mình á mà mình giận nhau mà không ai thèm nói với nhau á thì cũng im lặng phải không? Nhưng mà vô cái nhà đó nó cảm nhận gì? Nó lạnh là tại vì mọi người im lặng và đang giận với nhau và đang toát ra một sự trách móc. Nhưng mà ở trong chùa là nó khác. Ở trong chùa là mỗi người giữ sự im lặng, mà trong im lặng đó ai cũng đang tu tập, nó tỏa ra cái năng lực khác. Quý vị đi tới một ngôi chùa, cảnh trí yên tịnh, gió lay lay thổi, quý vị có cảm nhận được sự an tịnh của ngôi chùa không? Cảm nhận được. Bước vô cái chánh điện rất là lớn, rộng, nhưng mà không thấy sợ, cảm thấy một sự an tịnh ở trong đó. Nó lạ vậy đó. Nhưng mà đi vào một cái hội trường bình thường, tự nhiên mình thấy hơi ớn ớn lạnh lạnh. Tại vì trong đó nó không, ở trong đó chẳng qua là người ta tập hợp vô đó vui chơi, sau rồi người ta giải tán, nó thiếu đi cái năng lực của tâm. Cho nên một cái ngôi chánh điện mà đại chúng đã từng ở trong này ngồi thiền tụng kinh tu tập, nó tỏa ra cái năng lực. Và tự nhiên cái năng lực đó, dù không có tiếng ai, không có bóng người nào, nhưng mình bước vào trong đó, mình cảm nhận cái năng lực nó khác. Cái điều này Pháp Hòa nói đó, đại chúng để ý. Ai đã từng có cái kinh nghiệm này rồi thì cảm nhận được Pháp Hòa nói cái gì. Còn nếu quý vị nào mà chưa đó, thì hôm nào để ý trở lại. Mình đến một cái sân chùa rộng, yên tĩnh, không có bóng người, mà không hề có sự sợ sệt, mà tự nhiên mình cảm nhận rất là yên tĩnh, rất là sâu lắng. Nhưng mà ngược lại, mình đến một cái nơi nào đó thế gian bình thường, tự nhiên mình thấy sợ sợ, thấy nó có lạnh lạnh, nó ớn ớn gì đó. Thì trong một ngôi nhà của mình nó nhỏ nhỏ vậy thôi, chỉ có vài ba cái phòng tầng lầu nhỏ nhỏ, mà tự nhiên chồng vợ con cái giận nhau, ai thèm nói ai. Về tới nhà thì cơm nấu sẵn đó, là ai mạnh ai nấy bới, ăn vô phòng rồi coi tivi, rồi ăn ăn rồi để vô rửa, để ăn xinh vậy đó. Mà tự nhiên cái nhà đó mình cảm nhận một cái năng lực nó khác. Cho nên khi mà các vị này đi đến thăm Phật mà ồn quá, người thì rồ máy xe, người thì bật điện thoại, người thì còn đang nói phone, người thế này người thế kia, tự nhiên nó có vang một cái tiếng, thì Đức Phật mới nói tiếng ồn là cái gai của thiền. Thôi, ta hãy đi đến Kusinga, ở cái rừng Sala. Nơi đó là nơi Đức Phật Niết Bàn đó. Mà cái cây Sala này nó ngộ lắm. Mỗi lần mà nó mọc lên đó, là nó mọc theo cặp. Nó mọc theo cặp cho nên còn được gọi là sông thọ. Sông thọ là hai cây. Cho nên thường thường ta kêu Sala sông thọ. Bởi vì hễ cái cây này nó mọc là mọc lần cặp vậy đó. Cũng giống như người ta nói con loan con phụng. Thật sự ra nó là một con thôi. Nhưng mà hễ con mái thì kêu con loan, con đực thì kêu con phụng. Vì vậy mà đám cưới người ta hay kêu loan phụng hòa minh. Mà hễ mà nghe cái tiếng con phượng ở đâu là biết con loan gần gần đâu đó. Vì hai con này nó không có rời nhau được. Và người ta lấy cái hình ảnh của con đó, cái cặp loan phụng đó, để chỉ cho vợ chồng khắng khít với nhau. Loan là con mái mà phụng là con đực. Ví dụ mà mình thấy con phụng nó đâu đây nè, biết con loan nó gần gần đây nè.
Mà hễ mà thấy con Loan nó đâu đó, đó là biết con Phụng nó gần gần đâu này. Cũng giống như ví dụ thôi, ví dụ giờ mình hai người đó chơi thân với nhau, và mình bước vô cửa cái mình thấy anh A anh đó là biết anh B có mặt, tại vì hai người này đi đâu cũng đi chung với nhau. Thì cái cây song thọ, cái cây sa la này nó cũng vậy, nó cũng mọc một cặp vậy đó. Đức Phật nói đến khu rừng sa la, tại đây chúng ta có thể sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Cho nên mình tập đời sống của mình hàng ngày đó, thiền là ở đâu? Thiền là khi mình đi chợ, mình xếp hàng trả tiền đàng hoàng, không có chen lấn. Mình đi ăn cơm, mình xếp hàng đàng hoàng, không có chen lấn. Nhiều khi chồm chồm lên thấy món ngon mà sắp hết rồi, chen lên đi trước. Là mình là có một cái thói quen là chen lấn. Có cái thói quen là chen lấn, đi đâu cũng chen lấn. Đi xe bus cũng chen lấn, xếp hàng, mua đồ, trả tiền cũng chen lấn. Thậm chí đồ sale cũng chen lấn, bởi vì chen mới mua được. Mình nghĩ vậy đó. Chen là mình xét nó vô, mà hễ mà có chen là phải có lấn, lấn người khác ra để mình chen vô cho được. Hai cái hành động, anh không lấn là anh không có chỗ chen, mà anh chen vô là anh lấn. Ví dụ như chương trình giảng giảng vậy, cái mình ta nói thôi thầy dư giờ thì cho con đó ra kêu là chen chương trình. Tiếng Việt, tiếng Ai Mỹ nó kêu là squeeze in, mình nhét vô. Nhưng mà hễ mà mình tu là cái hành động chen lấn không có. Có nhiều khi mình không chen lấn bằng hình thức, mình chen lấn trong này nè, chen lấn trong tư tưởng. Đặc biệt là người mình huynh đệ, mình sống với nhau, mình tu hành với nhau mà không khéo đó, thì cái tâm niệm, cái tâm hành chen lấn nó có mặt. Tôi phải làm việc này để lấy điểm với người kia, lấy điểm với thầy, với huynh đệ nào đó, vân vân. Cho nên nhiều khi á, mình tu tập là mình phải có một cái chánh niệm để mình quán sát những cái tâm tư đó. Cái hành động mà mình chen người ta, mình lấn người ta, hành động nó thô. Nhưng mà có nhiều khi mình tu tập mà không khéo là sự chen lấn vi tế ở trong tâm thức của mình. Ví dụ như á, mình ở trước đám đông, mình nói chuyện lớn tiếng. Mình nói chuyện lớn tiếng là gì? Cái thói quen của mình nói tiếng, hay là gì mình muốn đánh cao giọng mình lên để mình lấy cái attention, mình muốn lấy cái sự chú ý của mọi người. Chỉ có mình mới biết cái đó. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, lúc Pháp Hòa 7 tuổi, nhỏ nhất trong một đoàn Phật tử, nhưng mà rất là, tiếng Mỹ kêu là show off. Show off tiếng Việt dịch là gì? Khoe khoang. À, là muốn làm nổi á. Đi tụng kinh á, đi tụng kinh rất là thích đi kinh hành. Để làm chi biết không? Để có cơ hội đi vòng vòng cho người ta thấy mình là ai. Tụng kinh tụng cho lớn lên, để cho mọi người người ta ngồi, gia chủ người ta, tại mình đứng mới tới đầu gối, mới Phật tử kia à, ta đứng vô ta tụng kinh là mình đứng thì ai thấy mình đâu. Cho nên cố tình tụng lớn để cho ta tìm tòi cái giọng nào nhỏ nhỏ khoảng đầu gối người ta vậy nè. Mà tụng xong hí hí mắt thôi, ai ngó mình. Hồi nhỏ mình sống kiểu vậy đó. Bây giờ mình lớn cho mình nói trời ơi, hồi nhỏ mình giống con công quá. Khi mà thấy người cái nó làm gì? Nó xòe cái bộ lông nó ra, nó khoe. Mà đôi khi bây giờ mình lớn lên, mình cũng sống kiểu đó, nhưng mà nó tinh tế hơn. Nó lường gạt mình tinh tế hơn. Cho đôi khi mình sống bằng cái tâm niệm khoe khoang vi tế mà chính mình không biết. Giữa đám đông là bắt đầu mình làm cái gì đó, mình nói cái gì đó, để mình thu hút cái sự chú ý.
Có nhiều khi người ta đang ngồi bình thường như này, cái đi tới đi lui, tới lui, giả bộ lại, vậy nên tôi sửa cái áo, tôi chỉnh cái này, coi chừng. Đó là những mình đang sống bằng cái, nó tiêu khiển mình, nó điều khiển mình bằng cái vi tế đó mà chính mình không biết. Cho nên cái sự tu tập của mình là ở chỗ đó. Ở cái chỗ là mỗi một cái vi tế. Cho nên Ngài A Nan mới phát nguyện hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Hy là hy vọng. Hy vọng con thẩm trừ được, rốt ráo, gọi là hy cánh thẩm trừ. Chữ cánh là cứu cánh, là rốt ráo, trừ khử đi cái lỗi lầm vi tế. Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, để con mới có thể lên được cái vô thượng giác, để cùng được chư Phật ngồi đạo tràng bát ngát mười phương. Nếu mà mình có cái cơ hội mình nhìn từng cái tâm niệm đó, mình sẽ vui lắm. Mình sẽ vui là vì mình thấy được mình, dù nó là negative, dù nó là còn dở, nhưng mình sẽ rất vui vì mình, lời Phật dạy, xưa nay mình tu, lâu nay mình tập, giờ nó có kết quả, nó biết rồi. Nó cho mình có khả năng bắt gặp, nó bắt gặp những cái đó. Cũng giống như một người tu mà ta bắt gặp được chân tâm của người ta, người ta bắt gặp được cái chánh niệm người ta vui, cũng tốt. Còn mình bắt gặp được những cái tên trộm nó lén vô trong nhà mình. Giống như Pháp Hòa thấy có nhiều người ruồi nó vô, cái ta cầm cái bao á, gì nè, ta dí nó vậy nè. Mà con ruồi thường thường nó bay, nó có bay ngang nha, ruồi nó bay là bay thẳng vậy nè. Cho nên cái nghệ thuật bắt ruồi là phải đưa cái bịch ngay trên đầu nó, để khi mình nó thấy là nó phóc lên thẳng vậy là nó vô cái bao mình này. Trời ơi, bắt được con ruồi mừng như bắt được. Nếu mình biết được con ruồi nó bay cách nào làm thì mình sẽ bắt được nó. Cho nên bắt ruồi mà cứ để ngang vậy nè, mà mình nghĩ là con ruồi nó bay, không bao giờ bắt được nó. Ruồi là bay thẳng vậy nè. Cho nên khi mình bắt ruồi là mình đưa cái bao thẳng ngay cái con ruồi vậy nè, là nó thấy cái bóng dáng mình, nó bay thẳng lên, nó dính vô trong cái bao mình liền. Thì mình bắt ruồi cũng giống như mình bắt từng cái tâm niệm nhỏ nhất, mình biết nó bay kiểu nào. Bữa nào mà giữa đám đông mình hơi xòe cái rồi đó, tới giờ xòe bộ lông rồi đó. Sắp sửa mình được làm công rồi đó. Cho nên các vị đó đến để làm cái tiếng ồn. Đức Phật nói tiếng ồn là cái gai của thiền. Thôi mình hãy đi đến khu rừng khác mình trú ngụ. Cũng giống như mình giờ ở nhà vậy đó. Cuối tuần này mà ở nhà là có bạc ti, mà mình có bạc ti mình bỏ đi thì nó kỳ. Mình đi dự khóa tu, đi từ sớm về là không có ai trách móc gì được mình hết đó. Lỡ ra chỗ này là chỗ ẩn trốn an toàn nhất. Vậy chúng ta hãy đến Kosinga, khu rừng Sala. Tại đây chúng ta có thể sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Rồi các tôn giải đến Kosinga, ngôi rừng các cây Sala. Tại đây Đức Thế Tôn, các tôn giả ấy sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Rồi Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, Kala ở đâu? Upakala ở đâu? Kakata ở đâu? Tức là hỏi Đức Phật gọi tên từng các vị tôn giả. Đức Phật muốn kiểm chứng mà, thì Đức Phật hỏi từng vị, thì này các tỳ kheo, các trưởng giả ấy, các trưởng lão đệ tử ấy đi đâu? Các vị thưa: Ở đây bạch Thế Tôn, các tôn giả ấy suy nghĩ như sau: Có nhiều ly sa vi có danh tiếng lớn, đang cởi các cổ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm để ý kiến Thế Tôn. Thế Tôn có dạy tiếng ồn là cái gai cho thiền,
Vậy chúng ta hãy đi đến khu rừng Sa La, tại đây chúng ta có thể sống an ổn, không ồn ào khen chen chúc. Bạch Thế Tôn, các tôn giả ấy đã đi đến khu rừng cây Sa La, tại đây các bậc tôn giả ấy sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Đây là một sự xác định. Khi mà Đức Phật hỏi, ủa các thầy A, thầy B, thầy C, thì nói dạ các thầy đã nghe lời Thế Tôn, và thậm chí các thầy đã khởi cùng một tâm niệm như Thế Tôn. Là ở đây ồn ào, chúng ta cần phải đi đến nơi không có chen chúc. Đức Phật nói lành thai, lành thai. Lành thai, lành thai là tiếng bây giờ mình dịch lại, mà bên nguyên thủy hay gọi là sa thú lành thai. Mỗi lần mà giống như Phật tử mình mà các thầy mà nói gì xong cái mô Phật, A Di Đà Phật, ở bên nguyên thủy Phật giáo ta không cần nói mấy đó. Bất cứ các thầy mà chúc phúc xong cái người ta nói lành thai ba lần, nhưng mà ta nói hai lần bằng tiếng Phạn, lần bằng tiếng Việt. Sa thú lành thai. Thay vì nói ba lần sa thú, nhưng mà nói thêm, nói câu cuối là dịch ra tiếng Việt để cho ta biết sa thú nãy là gì. Lỡ mấy đứa nhỏ nó không biết, nó nghe sở thú khoái. Sa thú lành thai. Lành thai, lành thai. Này các tỳ kheo, trả lời như các đại đệ tử đã trả lời là trả lời một cách chân chánh. Nói như vậy là nói mà ở đây ồn lắm. Mình đi tìm một cái chỗ nào không chen lấn, không ồn nào. Pháp Hòa nói như vậy á, nó có hai cái ý đại chúng để tâm cái chỗ này. Thí dụ mình sống trong một đại chúng, không phải cái chữ ồn ào náo nhiệt nó là một nghĩa, nhưng mà có cái nghĩa nữa là khi chúng ta sống với đại chúng, mà nếu chúng ta cảm nhận ai đó vẫn còn những tâm niệm đó, cái quan trọng là chúng ta sống an ổn, không chen chúc, không ồn ào. Hai cái ý đó mình phải nắm. Ở cái mặt hình tướng á, là chúng ta thí dụ bây giờ nè, mình sống ngoài đời là chen chúc, là ồn ào rồi. Bây giờ mình chạy vô chùa, chắc chùa không ồn ào, không chen chúc không? À, như vậy cả đời mình chạy đi đâu? Thành được cái đó, lúc đó là mình phải hiểu rằng á, trường hợp mà chúng ta đã vào trong chùa rồi, cái sự chen chúc ồn ào đó vẫn không thoát, thì trường hợp này chúng ta phải biết rằng chúng ta trở về cái hải đảo chánh pháp, không sống, không tâm niệm mình sống không chen chúc, không ồn ào mới quan trọng. Chứ không phải là dĩ nhiên là mình tìm một cái môi trường là tốt, nhưng mà có thể có những cái môi trường chúng ta không cần chạy đâu hết, ngay nơi đó mà chúng ta khởi được cái tâm niệm không chen chúc, không ồn ào. Pháp Hòa ví dụ như là mình ở trong một cái đại chúng, mọi người người ta đang ồn náo, mà mình có cần thiết phải lên tiếng để ồn náo thêm không? Không cần, mình có thể nín. Và ngay cái giây phút chúng ta ngồi đó, chúng ta đã thực hiện không chen chúc, không ồn ào. Cho nên Pháp Hòa nói đây là Pháp Hòa nói đến cái chuyện mà chúng ta thực tập ngay trong cái chỗ ồn náo mà cái tâm niệm mình không khởi. Quý vị biết là sống ở xứ Mỹ là có những thành phố lớn là kẹt xe. Mà hễ mà cái khuynh hướng, cái tâm niệm bình thường của chúng ta là gì? Hễ kẹt xe là gì? Chúng ta phải chen chúc. Mà hễ chen chúc thì phải bóp còi. Thấy không? Thành tử ra rất ồn ào. Pháp Hòa nói bây giờ, ví dụ bây giờ mình đi về Việt Nam, tiếng còi nó in nổi. Không phải là tiếng còi trong sương đêm nữa, mà tiếng còi nó có thể nó vang ngày đêm. Rồi bây giờ nó thôi, bây giờ tôi sợ quá, tôi phải trốn đâu? Thầy nữ ngay trong cái chỗ ồn ào chen lấn tiếng còi đó, chúng ta vẫn lái xe trong đó, nhưng mà chúng ta lái một cách bình an. Cái đó là cái mà chúng ta cần thực tập. Thật sự ra mình mới tu á,
cái tâm mình nó còn dở lắm. Mình còn rất nhiều những cái tâm niệm là muốn hơn thua, cái tâm niệm ganh tị với huynh đệ, với bạn đạo, đó chuyện bình thường, đừng buồn. Mà chúng ta biết rằng à, mình đang, khi mình vào trong này rồi, sự yên tĩnh của tu tập đó đã làm cho chúng ta thấy được sự ồn náo trong nội tâm. Và khi thấy được như vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta cần phải có chánh trí, chánh tuệ để chúng ta trừ khử nó. Cái đó gọi là kinh soi gương. Một vị tu hành mà phải thấy người khác để giống như mình nhìn vô một bát nước, một tấm gương, thấy mặt mình đẹp thì hoan hỷ nói với mình rằng tốt lắm, mặt ta rất đẹp. Người tu phải cần hoan hỷ với sự đó. Còn nếu mình nhìn vô chiếc gương, mình nhìn vô cái tô nước mà mình thấy rằng mặt mình dơ thì mình nói rằng mặt ta lem là phải chùi. Nếu không có sự tu tập, chúng ta dễ dầu gì thấy cái sự gọi là ganh tị, hờn giận của mình ở trong cái đời sống hàng ngày mình nó khởi. Thật là nếu mà có khởi cái đó, ok, đừng có buồn. Mà phải vui là gì? Nói đúng ra là mình đã có pháp môn, hay quá, pháp môn đã giúp cho tôi thấy được những cái dở của tôi. Cho nên Đức Phật không có ngại nha. Khi mà Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên, Đức Phật này các thầy cần phải bỏ đi hai cái thái cực. Một là sống quá sung túc, hai là sống quá đau, gọi là hành thân ép xác. Hai điều này Thế Tôn đã trải qua hết rồi và không mang lại kết quả. Một đời sống mà quá gọi là cung phụng, bây giờ Đức Phật nói này các tỳ kheo, có 10 loại cây gai này. Bây giờ Phật nói, hồi nãy mình nói là ồn ào là cái gai của thiền, bây giờ Phật nói cho mình nghe có 10 cái gai. Một, người ưa thích viễn ly, ưa thích hội chúng là cái gai. Ví dụ cái người mà ta thích sống cái hạnh viễn ly. Viễn ly là gì? Cái hạnh xa lìa. Mà biểu người ta vô cái chỗ ồn náo thì thiệt là một cái khó khăn cho người ta. Ở đây là đang nói về cái bước đầu tu tập á. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như là các vị mới tới khóa tu, thì bây giờ nếu mà không có những cái căn bản gọi là nội quy thì đại chúng đâu có biết cái gì để nương theo đâu. Và thậm chí còn thấy rằng ủa, ở trong này nó giống như nhà. Chờ bây giờ cái nội quy đầu tiên là gì? Đến đạo tràng xin nói chuyện nhỏ tiếng. Đưa mình vô cái khuôn đó trước. Tại vì mình sống cái thói quen là mình nói chuyện rất là lớn tiếng. Và bây giờ mình tập nói nhỏ tiếng trở lại, tập bớt làm ồn. Thì đó là mình đang tập tìm cái môi trường viễn ly. Còn nếu mà mình trong này mình ồn ồn ào ào vậy nè, theo cái chánh điện này bây giờ bắt đầu nó chia từng cái chợ, mình ngồi nguyên một cái khóm ở trong này mà chừng 10 nhóm thôi là 10 cái vấn đề bàn thảo với nhau, thì nó sẽ không ra một cái đạo tràng. Thì cái người mà người ta muốn đi tìm cái gì đó, ta chỗ này chết rồi. Cho nên mình vô trong này mình tập lại để gì? Để mình tạo cái môi trường cho mọi người đang tập sống cái hạnh viễn ly. Mà người đang tập sống cái hạnh viễn ly mà ồn ào này là một cái gai của họ. Ở cái mặt mình thuần cao rồi là không nói. Ở đây là Pháp Hòa muốn nói đến cái chuyện gọi là đơn giản nhất. Nói trời ơi, tu vậy rồi mình dở quá. Mình ở giữa chỗ đông người mình vẫn tịnh. Nếu anh đạt được tới mức độ đó thì khác. Nhưng ở cái trường hợp này phải khác. Mình mới tập ăn chay chưa quen còn thèm lắm. Thật ra phải né mấy cái người mà họ thích ăn mấy cái món kia. Ví dụ như giờ thấy đang ăn chay, ngồi dưới này đi lòng vòng dọn dẹp mà thấy mấy đứa nhỏ nó đem mấy cái món mặn về mà mùi hương thơm ngát mà mình chưa khả năng mà chống đỡ nổi đó,
thì đi lên lầu, chứ còn lẩn vẩn nó kệ, không ăn hít hít gì cũng đỡ. Hít hít thở thở gì cũng đỡ. Cho mình biết là mình mới bắt đầu mà. Mình mới bắt đầu thì cái này là cái gai của mình. Cho nên người ưa thích viễn ly mà thích hội chúng là cái gai. Cho nên vô trong này á, quý vị Pháp Hòa biết là có những cái trung tâm người ta tu á, không có cho nói chuyện. Mạnh ai nấy tự nỗ lực, không ai chăm sóc cho ai. Cho nên các gì các nhiều khi các đạo tràng đó không nhận sa di. Tại vì sa di nghĩa là người mới bắt đầu tu thì phải kiếm các thầy tỳ kheo lâu năm để chăm sóc sa di. Cho nên có những chỗ người ta không nhận, ta nhận toàn là tỳ kheo trở lên. Tức là những vị tỳ kheo nghĩa là những vị đã có một quá trình tu tập, vào đây là hạ thủ nỗ lực công phu, chứ còn không có mở lớp giảng. Còn nếu muốn mở lớp dạy cho sơ cơ thì phải đi qua những cái trường lớp ta chuyên về cái đó. Ở đây là cái trường phái gọi là chuyên tu. Cho nên người nào bước chân vào đây phải là đã biết đọc biết viết, chứ không thể nào mà đi học Alpha BA nữa. Nó có những cái trường hợp như vậy. Ở đây Đức Phật nói người thích, người ưa thích viễn ly mà ưa thích thọ chúng là cái gai. Người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, tu tập tịnh tướng là cái gai. Thí dụ như các vị mà người ta quán bất tịnh, tại sao phải quán bất tịnh? Để người ta trừ khử được cái tâm ý ham muốn. Ví dụ con người mình đó là mình thích đẹp, mình thấy một người nào đẹp là mình hay khởi tâm ham thích, muốn làm quen. Thì cái người tu tập muốn bỏ cái đó đó thì họ phải quán bất tịnh về cái tướng dơ. Bất tịnh là cái tạp dơ. Cho nên ngài Hư Vân á, ngài có làm một cái bài, ngài Hư Vân có làm một cái bài ca. Cái bài ca đó, đó gọi là bài ca về cái túi đựng đồ dơ. Ý nói cái thân này nè. Ngài gọi cái thân mình là một cái túi da bao bọc ở bên ngoài, nhưng bên trong toàn đồ tạp. Pháp Hòa ví dụ như là mình, nếu mình ngồi, người ta ngồi trong quán, ta nói hiện tại trước mặt tôi là những thiếu nữ rất đẹp, những thanh niên rất trắng trẻo đẹp. Nhưng mà tôi quán, tôi thấy rằng ở phía sau cái lớp đẹp này đang là một cái túi đựng nước tiểu, phân, những cái tạp dơ. Thì người ta quán như vậy để ta trừ đi cái tâm khởi thích tướng đẹp. Cho nên có một cái pháp tu thiền gọi là cửu tưởng quán. Cửu tưởng quán là ta ngồi, ta quán một cái thi thể qua chính quá trình tiêu hủy. Một cái xác chết 3 ngày sình lên, hôi thối, rỉ nước vàng, nước vàng. Rồi bắt đầu trong cơ thể toát ra mùi hôi. Rồi thịt bắt đầu nó mềm, nó nhũn ra, vân vân. Người ta gọi là cửu tưởng quán. Đó là một pháp thiền. Hồi đó Pháp Hòa có một bộ hình đó. Các vị mà người ta vô trong rừng á, ở bên Ấn Độ, bên Tây Tạng á, có những khu rừng mà chuyên môn dục xác chết. Vì cái khu rừng đó, cái khu vực đó, đó người ta tán, người ta an táng một thi thể bằng cách là đem cái xác chết bỏ trong rừng. Cái đó gọi là thi lâm tán. Đại chúng nhớ là khi mình đem cái xác chết mình chôn dưới đất gọi là gì? An táng. Để trong lửa thiêu gọi là gì? Hỏa táng. Bỏ trong nước trôi đi gọi là gì? Thủy táng. Thì nó có một táng gọi là thi lâm. Lâm là rừng, thi là thi thể. Thi lâm táng nghĩa là đem cái thi thể này dung ở trong rừng, gọi là an táng rồi đó. Để cho con chim, con quạ, con nai, con chồn, bất cứ con gì nó thèm, nó muốn ăn thịt đó, nó cứ vô nó lựa nó ăn. Rồi nó ăn hết thịt rồi còn xương. Rồi con nào thích ăn xương thì tới ăn xương. Thành ra nguyên cái khu rừng đó, thú rừng, thú dữ nó tới, nó chia nhau nó ăn. Và bốc mùi hôi thối lên. Thì có những người, người ta muốn trừ cái tâm ham dục, ta vô trong đó ta ngồi, ta kiếm một cái xác chết nào mới, ta ngồi đó. Người ta quán từng cái mùi hôi, ta quán từng cái đổi sắc vàng xanh vân vân.
cái pháp cửu tưởng quán, nó có tiếng Hán gọi là cửu thứ đệ định. Đó là cái tên của tiếng Hán đó. Tức là chính cái thứ lớp thiền quán, cửu thứ đệ định. Mà chúng ta gọi là cửu tưởng quán nữa, gọi là chính cái phép quán tưởng. Mà quán tưởng về cái gì? Chính pháp quán tưởng về một thi thể người chết. Và có những người á, người ta đi ra chợ, người ta mua một cái bộ xương. Thường thường người ta học khoa học á, ta có bán mấy cái bộ skeleton để ta chỉ mấy cái tên của mấy bộ xương. Người ta mua cái bộ đó, ta treo trong thiền đường. Thật sự có dịp nào quý vị đi đến những cái ngôi chùa có những cái thiền đường của các vị tu thiền đó, thấy người ta treo cái bộ xương trong cái thiền đường đó, đừng có nghĩ người ta đang celebrate Halloween. Đừng có nghĩ là ta đang tổ chức Halloween, mà đó là một bộ xương luôn luôn nằm trong cái thiền đường đó, để cho tất cả đệ tử ở trong đó tu về cái pháp quán bất tịnh, quán vô thường. Quán đến khi nào mà mình nhìn bất cứ hình tướng của người đẹp nào, dù nam dù nữ, trẻ già gì, không còn khởi tâm yêu thích. Nhưng mà mỗi người mỗi bệnh, ai bệnh gì thì tự biết mình bệnh đó mà kiếm cách mà quán. Giống như trong Phẩm Phổ Môn á, nếu người nhiều lòng dục thường niệm Quan Âm sẽ hết lòng dục, nếu nhiều người sân hận thường niệm Quan Âm sẽ hết sân hận. Thì mình là biết mình, tâm mình có một cái, mình đang bị một cái gì nó hoành hành, nó làm khổ mình, thì mình kiếm cách mình quán đó. Thế trong này Đức Phật nói á, đối với người mà chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, mà tịnh tướng lại là cái gai. Trời ơi, tôi quán bất tịnh mà sao người đẹp ở đâu nó cứ xuất hiện hoài trước mặt tôi, khó quán quá. Ngày xưa có một vị, cái vị tể tướng tên là Tô Đông Pha. Ông có 7 bà vợ. Thì bữa nọ ngày ông Tô Đông Pha sai người tới thăm, đưa thơ cho ngài Phật Ấn. Đưa xong rồi thì ngài Phật Ấn lấy 7 cái lò lửa để tới nhà ông Tô Đông Pha chơi, mà ngài Phật Ấn bưng thêm 7 cái lò mà cứ ngồi đi tới, bước qua lò 1, nhảy qua lò 2 mà cứ làm hoài vậy. Mấy ông nói, ông ngày Tô Đông Pha tới nói, hòa thượng ông làm gì mà ông cứ nhảy qua nhảy lại cái lò lửa hoài, chóng mặt quá. Hòa thượng nói, tể tướng cũng đang nhảy qua 7 cái lò lửa mà ông đâu hay. Tỉnh, ông khai ngộ. Với người chuyên tu tập tướng bất tịnh, tu tập tịnh tướng là cái gai. Với người phòng hộ các căn, đi coi hát là cái gai. Ở đây mình không phải là mình bài xích chuyện đi coi hát, coi văn nghệ nha, không phải vậy. Nhưng mà ở đây mình nói đến một cái pháp tu. Ví dụ như bây giờ mình đang thúc liễm 6 căn, là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Bây giờ cái chữ coi hát đó là mình nói chung, chứ thật sự ra khi mình muốn thu nhiếp 6 căn của mình, mà mình cứ tiếp xúc với cảnh duyên, tất cả hình thức là mình phân biệt cả ngày. Vậy hãy sắc nó thấy là nó phải phân sân so sánh. Ví dụ mình gặp cái người đó, trời, cô này đẹp ha, mắt 2 mí. Xây qua nè, trời, anh này đẹp ha, mũi cao. Xây qua cô kia, trời, giống tay ghê. Rốt cuộc cái cả ngày mình cứ bị. Cho nên đối với cái người tu tập 6 căn, thì cái tại vì thường thường á, mình nghe một bài hát á, mình coi hát, mình coi văn nghệ đó, là 6 căn nó làm việc đủ. Tại sao? Con mắt mình nhìn, lỗ tai mình nghe, phải không? Cái miệng mình phải nói đó. Rồi thậm chí là mình ý mình khởi phân biệt. Cho nên nó có rất nhiều những cái mà nó làm cho 6 căn mình làm việc. Mà đâu, nếu nói vậy thì đâu phải chỉ chuyện coi hát đâu, ngay cả nghe pháp cũng làm việc luôn nữa. À, mình nghe pháp cái này, trời, bữa nay ông nói sao buồn ngủ quá. Không, ông này nói dở không kia, rồi bữa nay xong nhìn già quá, bữa nay ông nhìn trẻ quá, vân vân. Thành thử ra khi mà người mà muốn thu thuốc 6 căn, hình sắc bên ngoài mà nếu không cẩn thận thì
chính cái hình sắc đó nó là cái đối tượng nó lôi mình. Cho nên ông này mới nói đem một cái ví dụ như vậy. Cái thứ hai là với người sống phạm hạnh, thân cận phụ nữ là cái gai. Phạm hạnh là gì? Phạm hạnh nghĩa là hạnh thanh tịnh. Thì ở đây một ví dụ thôi, chứ thí dụ như nếu mà người nữ, nếu mà người tu tập là một người nữ thì cái gì là cái gai? Tướng nam, phụ nam là một cái gai. Mà nếu mà là một phụ nam mà tu, muốn tu phạm hạnh thì phụ nữ là một cái gai. Thì ở đây phạm hạnh tức là ý muốn nói đến cái sự tu tập thanh tịnh. Cho nên cái vị đó phạm hạnh đó, nghĩa là đời sống của họ rất đơn giản và họ rất thúc liệm. Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe các ông tiên mà được vị vua mà cúng dường đó, là vì ngày nào ông cũng bay tới để thọ nhận biểu có thần thông. Thì cái vị vua đó quý trọng cái thần thông của ông, nó phát tâm cúng dường. Thì một ngày nọ ông mới bảo ông vua bận đi vắng, thì nhờ hoàng hậu ở nhà lo cúng dường cho ông. Thì chưa tới giờ, hoàng hậu chuẩn bị sẵn chưa tới giờ, thì cái ông này ông cũng nhìn đồng hồ, ông thấy chưa tới giờ đi tới cúng, cho nên thôi mình từ từ. Ông ngồi thiền sao cái ông nhập định sao cái thì ông lố giờ. Hoàng hậu chờ hoài, hoàng hậu buồn ngủ quá, hoàng hậu mới ngã lưng ngủ, thì mới lấy cái tấm tròn lên người ngủ. Thì khi ông tiên này ông giật mình dậy đó, ông thấy trễ giờ, ông mới đằng vân đi cho lẹ, ông phóng vô cái cửa hoàng cung cái rầm, thì ông tung cửa vô thì bà hoàng hậu giật mình. Khi mà hoàng hậu giật mình tỉnh dậy, giật mình thoát cái người đứng dậy, thì cái chiếc vải phủ lên người nó tuột xuống, thì nó hở những cái cơ thể, thì làm cho ông tiên này ông nhìn cái ông mất thần thông. bây giờ ông giận thần thông ra sao không được. Khi mà quý vị biết mà khi ổng giọng thần thông không được rồi, cái bắt đầu ổng đi, ổng làm gì, ổng bay ra ổng được, nên ổng cứ đi bộ ra. Đi bộ, hồi nãy bay vô mà giờ đi bộ ra. Rồi khi mà ổng đi bộ ra tới cái về tới nhà rồi, cái bây giờ ổng nhắm mắt là không được nữa. Ổng nhắm mắt lại là cái hình ảnh của bà hoàng hậu xuất hiện. Bắt đầu ổng không ngủ được, ổng ăn không được, ngủ không được. Người Bắc gọi là ốm á, người Nam gọi là bệnh á. Còn trong chữ nghĩa chuyên môn của tình yêu là tương tư á. Ông vua ông đi về, cái ông nghe ông tiên mà trẫm thường quý bữa nay mấy ngày nay không có vô cung, ông đích thân ông tới, ông nắm tay ông nói chẳng hay mấy ngày nay trẫm đi ở nhà rồi tiên nhân bệnh gì. Ông nói dạ bẩm hoàng thượng, thần bị một mũi tên bắn trúng ngay tim. Nói cha, sao mà tiên nhân không cho người băng bó để mà tới bữa nay, thôi để cho trẫm lo. Ông vừa xoay qua ông kêu ngự y, nói dạ khỏi, tại vì cái này thần tự bắn. Cũng giống như là ông Uất Đầu Lâm Phất vậy đó. Quý vị biết Uất Đầu Lâm Phất nha, là cái người thầy đầu tiên của Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật mình đó. Khi mà ngài đi vào trong rừng á, ngài tìm những cái thầy mà tu đó, thì cái người thầy đầu tiên của Đức Phật khi còn là một thái tử mới bắt đầu đi tu đó, là ông Uất Đầu Lâm Phất. Thì khi đó đó ông cũng tu tập, ông có thiền. Rồi quý vị biết khi mà ông được cái phước rồi, ông hết cái phước rồi, thì một hôm á ông có một vị nữ tới xá ông vậy nè. Thì khi mà xá ông như vậy thì cái cô này cũng cúi đầu, thì ông mới đỡ làm sao đó không biết nữa, thì cái cô này cũng đụng có cái cuốc cũng ngước đầu lên vậy, thì cái mùi thơm á trong tóc cổ nó thoáng ra. Ngày ông hít vô một cái ông, oh my god.
là quý vị biết. Và khi đó rồi không, ông mất mấy cái dây cho nên tiên nó hay đeo cái dây toàn ten, là dây thần thông đó. Lúc đó đó là ông không có còn định tĩnh nữa. Thì quý vị biết là khi đó ông về ngồi thiền á, ông sợ quá rồi. Ông đi vô trong rừng, ông ngồi thiền thì những cái tiếng con chim nó kêu ở trên cây á, ông cũng khởi tâm dục. Ông nói mấy con chim này đang tỏ tình. Ông bỏ mấy con chim đó ông đi. Ông đi vô cái bờ suối ông ngồi thiền. Thì lúc đó mấy con cá nó tung tăng, nó bơi lội. Ông cũng nghe tiếng cá tỏ tình. Ông mới tức cái mình. Ông nói á, ngồi thiền thì bị cái tụi chim nó tỏ tình, nó làm mình mất niệm. Tới bờ suối ngồi thì gặp cái đám cá nó tỏ tình làm mình mất niệm. Ông mới phát cái lời thề. Còn cái lời thề của ông là: ta nguyện á, mai mốt ta làm một con chồn biết bay, ta ăn hết tụi bay. Cái lời thề đó. Thì khi mà ông tu tập có phước đủ rồi, ông lên cõi trời hưởng phước. Nhưng mà khi hết cái phước cõi trời rồi, ông đọa làm một con chồn biết bay, mà trong kinh gọi là con phi ly, Thủy Sám quyển thứ 3 đó. Nhớ không? Quý vị đọc Thủy Sám quyển thứ 3 có nhắc tới con phi ly đó. Thì con phi ly đó là tiền thân, tức là Út Đầu Lâm Phật. Do một cái lời thề. Thở đây ý Pháp Hòa muốn kể là những câu chuyện này chỉ để nói là mỗi con người chúng ta ai cũng có những cái yếu điểm của mình. Mình không thể, mình chưa chứng thánh không thể tự tin. Ai cũng có yếu điểm của mình. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ là mình hết sân. Mình nghĩ mình hết sân chứ thật sự mình chưa hết sân. Bất quá là mình không phải là sân của Los Angeles. Mình có thể là cái sân bay nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà vẫn còn sân. Thì khi đụng chuyện mình mới biết mình mất thần thông, mất đạo lực. Vì mình giận đó, nó mình thốt lên cái lời nói đó. Không phải chỉ vấn đề sắc dục, không phải đó. Nhưng mà có nhiều khi người ta trịch cái ý mình một cái, mình nổi lửa, cái mặt mình nó đỏ lên. Có thể mình không tỏ lộ một cái sự sân hận qua lời nói, nhưng cái mặt mình nó nói cho anh biết rồi, cái mặt anh nó đỏ rần lên rồi. Và thậm chí tai anh nó rung lên, lời nói anh không còn bình tĩnh nữa. Tất cả những cái đó đều là mất thần thông hết. Bình thường mình thần thông đầy đủ, nghĩa là mình control. Tại vì sao? Tại vì mọi người người ta đi theo cái đà đó của mình. Thí dụ mình nói là bữa nay á, tụng Địa Tạng nghe. Ồ, bước vô chánh điện cái thấy kinh Địa Tạng là. Nhưng mà bước vô mà thấy một quyển kinh khác là bắt đầu cái gì? Khó chịu lắm. Tôi nói tụng Địa Tạng mà ai lấy kinh này ra? Thì bắt đầu thốt một câu: thôi được rồi, mấy vị muốn làm gì đó làm. Đâu có ai biết cái gì đâu. Nhưng mà tất cả những câu nói đó, những hành xử đó, nó đã nói lên sự mất thần thông của mình. Rồi đôi khi á, mình nuôi cái đó. Mình nuôi cái đó xong mình nói gì? Bây giờ cái người đó có lông có cánh rồi, đâu có cần tôi nữa. Người đó bây giờ đủ tài, đủ đức, đủ năng gì, không cần tôi nữa. Hồi xưa phải quỳ lì, mình thốt ra những lời nói. Đó cũng giống như Út Đầu Lâm Phất vậy đó. Khi mà ổng bị một cái đó rồi, con chim nó hót, ổng cũng nghĩ ra đó là tiếng tỏ tình của nó. Con cá nó bơi, ổng cũng thấy nó là tiếng tỏ tình của nó. Thì Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng để ý, trong cuộc sống mình có phải đã từng như vậy không? Thế là đôi khi á, đứa con nó về nó xin một cái gì đó, mẹ cho mà ba không cho. Thì bắt đầu ba nói một câu lẫy: thôi từ nay về sau mày đừng có tới tao nữa, mày kiếm má mày đi. Thí dụ vậy đó. Thì những câu nói đó, những lời nói lẫy đó, chính là những lời nói mà khi chúng ta đã mất thần thông. Có nhiều khi mình giận quá: thôi tôi lại bà tu đi, bà tu đi để tôi làm quỷ cho. Thí dụ vậy. Mình thấy người đó tu quá mình tức. Thật để ý cho đó trong cuộc sống của mình. Mà thỉnh thoảng chúng ta cứ nghe những câu lẫy đó, và nếu như mình là người sống bằng cái đó thường xuyên, mình phải biết rằng đó là những cây gai của mình đó. Mình tu nhưng mà mình dễ bị những cái sốc đó.
Mình ra lệnh làm cái đó mà bước vô không đúng ý mình là một cái sốc cho mình. Vì mà mình đang sống như mà một cái power của mình. Mình đang sống bằng một cái power là cái gì? Cái quyền uy của mình. Mình ra lệnh là phải theo, mà không có là bắt đầu mình ấy lên. Thì mình biết rằng chính cái quyền uy đó nó là cái gai của mình rồi. Thành thử ra cái này chỉ là những cái căn bản Phật nói thôi. Chứ còn nếu mà mình lấy cái tư duy của mình thấy thì trong cuộc sống này gai mình bọc đều. Cho nên mới kêu là bồ đề gai đó. Trưa nay tôi biểu là ăn cơm với món này mà tại sao ai lấy món này ra? Tại sao làm mà không hỏi tôi? Thì mình không khéo là gai. Cho nên mình phải có cái kiến để soi những cái gai nhỏ nhỏ đó. Mới lấy cái nhíp gỡ nó ra được. Vì nó là những cái dầm rất là vi tế. Nó là những cái gai rất nhỏ, nó ở trong cái đầu móng tay út của mình. Mà đại chúng để ý, người ta thường nói vậy nè: tay đau là tay đuôi. Quý vị có nghe câu đó không? Tay đau là tay đuôi. Cái khổ nổi cái ngón tay nó đau là nó cứ đụng hoài à. Cái câu nó nói nó vậy. Cái thường thường mình để ý cái chân mà đau là cứ điên hồi là đụng, còn không ta đụng mình. Cái tay đau là cái tay đuôi. Cái yếu điểm của mình như mình thường gặp. Cho nên cái bài kinh này nó ngắn lắm. Nhưng mà nếu mà ngồi mà phân tích, mà tư duy, mà mình diễn đạt, thì mình thấy rằng đây là một cả quá trình tu tập. Làm tiên làm Phật đâu không thấy, mà chính mình làm được một con người mà gọi là giảm gai cũng là một vấn đề. Trên ông này nói á, với người sống phạm hạnh thân cận, phụ nữ là cái gai. Nhưng mà ở đây chỉ là một cái, chứ không phải nói là nữ là xấu rồi các vị nam sao, hay các người nữ sao. Đây là câu chung. Ví dụ như mình đã lập ra cái chương trình tụng kinh mỗi tối 20 phút. Với người thích tụng kinh lúc 7 giờ, ghiền phim trên đài là một cái gai. Tại vì nó khổ nổi nó hát chiếu đúng 7 giờ đó. Mà bữa nào mà thường thường nó ngộ vậy nè. Nhiều khi mình canh cái giờ đó đó, mình coi không được, mình biểu người ta thâu giùm mình để mình về mình coi đúng cái bộ phim đó để nó không mất. Nhưng mà rất ít khi nghe ai nói bữa nay thầy giảng tiếp cái đoạn kinh đó tôi coi không được, anh chị nhớ thâu giùm tôi để tôi về tôi coi, tôi không mất cái đoạn đó. Thật sự ra cái đó không có gì tội lỗi, nhưng mà mình chỉ nói lên để mình thấy rằng cái tâm, cái sự tu tập của mình đó, mình thỉnh thoảng mình vẫn còn hướng tới những cái. Chứ không có nói vậy không có nghĩa là ô nói vậy là mình tội lỗi gì, không có. Mình tu là mình có khả năng mình nhận ra những cái mà chúng ta đang vấp phải trong cuộc sống của mình. Cho nên á, tại sao ngày xưa Đức Phật á chỉ có tăng đoàn chứ không có giáo hội? Chỉ có tăng đoàn chứ không có giáo hội. Tăng đoàn là gì? Một đoàn thể sống hòa hợp thanh tịnh. Mà hễ có giáo hội là có gì? Có chức quyền, có bầu bán, có cạnh tranh. Nhưng mà bây giờ Phật giáo nhập thế đi vào một cái xã hội thì buộc lòng phải có tổ chức. Mà có tổ chức thì phải có gì? Có trên, có dưới, có này, có kia. Thì hãy có là bắt buộc phải có những cái này. Nếu mà những thành viên thiếu sự tu tập. Cho nên thí dụ mình nhận một cái chức gì đó, thì mình phát tâm ý là đây là một cái chức mình đang nhận đây là để chúng ta phụng sự đại chúng, chứ không phải để đại chúng phụng sự cái chức đó của mình. Cái đó quan trọng lắm đó. Thí dụ bây giờ nhận chức trụ trì, thí dụ vậy đấy, nghĩa là anh nhận một cái chức là service toàn thể đại chúng trong đó đó.
Chứ không, anh đừng nghĩ rằng anh nhận chức trụ trì để từ nay về sau toàn thể đại chúng phục vụ cho cái chức trụ trì đó. Thành thử nếu mình nghĩ như vậy á, bắt đầu mình bị hai chữ trụ trì nó làm khổ mình. Tôi là trụ trì mà tôi nói sao không nghe. Ví dụ bây giờ mình nhận đại chức, mình nhận cái chức là trưởng ban gì đó, thì mình nhớ là cái chức này là mình phải hứng mũi chịu sào tất cả những cái gì nó còn lại nếu người ta không xong. Ví dụ giờ đó tôi làm cái chức trưởng ban dọn dẹp, thì bây giờ 5 giờ chiều người ta bận, người ta đi về hết trơn rồi, thì trưởng ban nè, trưởng ban nghĩa là phải ban ra chỗ nào cũng làm trưởng hết. Như giao cho cái anh đó hốt rác ở nhà cầu mà tôi tới vẫn còn trưởng ban làm. Thành thử ra nếu mình nghĩ được như vậy á, mình phụng sự đại chúng vẫn có chức, nhưng mà chức không làm khổ mình, chức nó không là cái gai của mình. Còn không á, mình nhận xong cái chức nó là cái gai. Cái gai là gì? Là sự chướng ngại của mình. Tôi là trưởng ban, cho nên đôi khi nhận chức mà không nhận việc. Làm trưởng ban thôi mà không có việc gì mình biết hết. Chứ mình phải thấy rằng mình đang nhận một công việc, mình đang nhận một trách nhiệm, chứ không phải là mình nhận một cái chức. Còn cái đó là cái title. Giống như cái tủ đó, trong bếp á. À, bây giờ mình mở ra, bây giờ mình quy định nó tủ này đựng dao nha. Viết cái chữ tủ dao, tủ kéo, tủ đũa, tủ muỗng. Nhưng mà thay tủ được không? Được. Lột cái tờ giấy đó ra, để thứ khác vô là nó dán cái chữ khác rồi. Cho cái tủ đó mà nếu nó đau khổ đó, tôi là tủ để dao. Trời ơi, anh quên hả? Chỉ là cái tủ đựng cái dao thôi. Người ta dán cho anh cái tên đó rồi, ta lột được cái chữ đó, ta dán chỗ khác. Thiền đó, tu thiền đó. Cho nên mỗi lần mà Pháp Hòa mà vô trong bếp, Pháp Hòa dọn dẹp mà dán mấy cái chữ lên mấy cái tủ đó, là tự nhiên Pháp Hòa suy nghĩ, à con người mà nó giống như mấy cái chữ dán này nè. Ta dán mình chữ gì cũng được. Lúc này mình trẻ quá, ta nói trời thầy gần 50 mà trẻ ghê. Tại vì bữa đó ta lột mắt kiến xuống. Và ta đeo mắt kiến kỹ rồi ta dán chữ khác. Cho nên mình là một cái tủ dán thôi, chẳng là gì hết á. Bây giờ cái áo này là kêu là cái áo tràng, nhưng mà nó cũ rách rồi, ta cắt nó ra, ta xẻo cái cổ bỏ đi là cái miếng vẽ. Quý vị biết hồi xưa ở chùa nghèo đó, khăn tang mà mấy Phật tử ta vô ta cúng xong ta xả tang đó. Sau đó rồi chùa mới tháo ra hết, đem thẳng nó ra vậy nè. Rồi mới lấy từng miếng vải tang kết lại thành một miếng vải rộng 4 mét. Rồi bắt đầu mới đem đi nhúng màu măng cục, để trở thành ra một cái màu nâu măng cục, rồi cắt bộ đồ vạt hò mặc. Vậy thì hồi nãy trước đó nó là một đống vải tang, do một sự kết nối chúng ta nó trở thành một tấm vải 4 mét để mình may một bộ đồ vạt hò. Bây giờ nhìn bộ đó không gọi là vải tang nữa, mà gọi là gì? Bộ đồ tu. Vậy thôi. Thế là bây giờ anh ở cái hình tướng này nè, anh đang làm công việc này nè, thì ta gọi. Cho nên mình biết tất cả chỉ là một cái title, một cái name, chứ nó chả là gì hết. Thì nếu mình thấy được như vậy á, thì nó mình nhận cái đó mà nó không thành cái gai. Còn không, cái gì mình nhận là biến thành cái gai, cái gì mình nhận là biến thành cái gai. Vậy mình vướng cái đó, mình vướng cái đó. Cho nên cái cách tu của Pháp Hòa, bất cứ việc gì trong cuộc sống mỗi ngày, Pháp Hòa đều tập cho mình một cái nhìn, để rồi chúng ta tự tìm một bài học cho đời của mình. Và từ đó mình thấy á, ô như vậy á, tất cả các pháp đều là Phật Pháp, là cái câu nói rất đúng, không có gì sai cả. Có nhiều khi mình nói tôi nghe câu đó hoài mà tôi chả hiểu câu đó sao. Vì mình có sống được chứ nó đâu mà mình thấy tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Hay là bây giờ mình quán nè, tất cả các chức chỉ là phụng sự, quán vậy đi, thì không có cái chức nào
khổ hết. Cho nên cái anh mà Tôn Ngộ Không á, ảnh muốn làm tề thiên, tề là bằng, tề thiên nghĩa là bằng trời, một ông đại thánh bằng trời, cho nên ổng tự xưng ổng gọi là tề thiên đại thánh. Ổng nhảy lên trời ổng kiếm chức. Bây giờ chỗ trong cõi trời hết chức rồi, còn có một cái chức là giữ ngựa. Trời ơi, có cái tên rất là kiêu sa, Bạch Mã Ôn. Nghe cái chức đó ảnh tưởng đâu là cái chức bự lắm. Một ngày kia ảnh cởi ngựa đi, ảnh tháo quát người ta. Người ta nói trời ơi, ông là gì dữ vậy? Bất quá ông chỉ là người gì? Giữ ngựa thôi. Hỏi giữ ngựa là gì? Là vô danh tiểu tốn, có gì trong cái cõi trời này hết à? Bắt đầu nổi xung thiên lên. Có phải không? Thì cái câu chuyện chỗ đó đó, mình là Bạch Mã Ôn mà cứ nghĩ là tề thiên. Cho nên Tây Du Ký là đời sống của mình, là một cái chuyện hư cấu, nhưng mà hư cấu của cuộc đời này, cho cuộc đời này chứ cho ai hết. Khi mà tất cả mọi thứ nó lên, nó xin ông Ngọc Hoàng cho nó cái tên, thì cái anh kia nhảy lên, à ta cho mi là hoa cúc, người ta cho mi là hoa hồng, ta cho mi là hoa mai, cây gì con gì lên trời cũng được cái tên hết. Có một cái cọng rau đó, nó nhảy lên, ổng nó tới chót mà ổng chữ nghĩa ổng đặt hết trơn rồi. Ổng nói à, còn mi hả? Mi thì làm, thì là ổng đang suy nghĩ coi thì là cái gì. Nó nghe chữ thì là, nó tưởng là tên nó nhảy xuống, nó nói tôi tên là thì là. Bây giờ có cọng rau thì là đó. Nó nghe, nó tưởng ổng đang suy nghĩ coi thì là gì, mà nó cứ cái đó là người Việt mình kêu là gì? À, không phải. Nghe mà nghe gì? À, nghe bà chùm bà chán. Nghe không có kỹ thì mình cứ tưởng mình là cái gì đó. Thành thử ra tất cả cái chữ nghĩa đó, cái tên đó, nó chỉ là cái name thôi. Nhưng mà con người chết vì cái name không? Bây giờ quý vị lấy cái giỏ đãi mình mua 10 bạc trong chùa đó, rồi về mình cắt chữ LV, LV mình thiêu lên hết thành chữ LV. Nó cũng là giỏ LV. Mà nhiều khi mình đâu nhất thiết phải LV. Thí dụ về chùa Huyền Quang là XQ, XQ, giỏ XQ nó cũng hay lắm. Chùa Trúc Lâm là giỏ TL. Người ta sáng chế được giỏ LV, mình cũng có thể chế chữ giỏ khác để mình sách chứ mắc chi phải LV, để rồi tốn 3.000 bạc sách chữ LV. Nhưng mà hãy sách cái giỏ đó thì người ta nói trời ơi sao sang, rồi chỉ diện chữ sang đó thôi mà sọp xẹp. Anh này không có tội lỗi gì nha, quý vị có tiền cứ xài. Nhưng mà nếu mà gọi là phân tích, ngồi nói đạo lý thì nó vậy thôi. Quý vị đi qua Trung Quốc mà cứ ham mà iPhone 7, iPhone 10 trăm đồng cái, vô mua ào ào vậy mà nó nói rồi nghe, walk out là không có walk in. Đi mua một cái iPhone 6, iPhone 7 mà có 100 đô à. Rồi leo lên xe bus hết chạy rồi thì đâu có vô lượt. Bắt đầu mỗi người tự khui hộp. Khui hộp sao quẹt hoài nó không đi. iPhone á, mua 100 đô à, quẹt hoài nó không đi, tức cái mình lắc thổi cái nó chạy. Rợn lát trên đường đi, bước xuống xe bus đi thẳng vô theo sẵn có cái thùng rác nó dùng vô luôn. Có quớt đâu. Người ta kêu tiền nào của nấy mà. Thôi hết giờ rồi. Thôi mai học tiếp. Rồi giờ tối nay mình ngủ là mình nghĩ lại coi mình trong bụng của mình vướng mấy cái gai. Pháp Hòa nói ví dụ là trong cuộc sống mình á, trời ơi tôi thiệt á, cái người nào mình không ưa á, mình coi họ như cái gai của mình vậy đó. Nhưng mà Pháp Hòa nói với đại chúng, Pháp Hòa thưa như thế này nè, thật sự ra
Cái mà chúng ta muốn dẹp không phải là con người ác, con người xấu, mà dẹp cái pháp xấu đó. Vì cái pháp xấu đó con người nó bị huân cái đó, chứ con người vốn đâu có xấu, tại cái pháp nó xấu. Cho nên hàng ngày mình sống cũng vậy, mình đừng có nghĩ là tôi phải bỏ, tôi phải dẹp cái người này đi thì tôi mới yên bụng. Hết người này mà cái pháp xấu nó còn thì người khác cũng dính cái đó. Cho nên dẹp là dẹp cái pháp đó, đó chứ không phải dẹp con người. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ đó, là trong cái phòng này nè, nó bị ô nhiễm, thì làm sao mình làm cho cái phòng này nó hết ô nhiễm, chứ không phải lôi hết tất cả những người này ra rồi đẩy những người khác vô. Vì cái ô nhiễm nó còn thì người nào vô cũng dính. Cái mình dẹp là dẹp cái ô nhiễm, chứ không phải dẹp con người ô nhiễm. Cho nên người ta nói dẹp là dẹp cái bệnh, chứ đâu ai giết bệnh nhân đâu. Uống thuốc để hết bệnh, chứ nó uống thuốc để hết người bệnh. Người bệnh là ta bị bệnh mà, bị bệnh, cho mình chế ra thuốc để trừ những cái bệnh. Cho nên pháp ác, cái pháp bất thiện đó là cái chúng ta cần bỏ, chứ không phải con người bất thiện. Thì con người nó bị ảnh hưởng cái pháp đó thôi. Và cái pháp đó không còn thì không có con người bất thiện. Cho nên mình tu tập á, là để mình trừ đi những cái pháp bất thiện như là tham sân si. Nói cái bà đó bà tham lắm, tại vì bà ảnh hưởng cái pháp tham. Rồi giờ mình làm sao mình tập cho con người bố thí cho nhiều, để con người đừng có cái pháp tham nó không còn, thì con người nó không có nhiễm tham. Ví dụ như bà đó bà tham phải không? Mình cho bà đủ đi, cái tự nhiên bà hết tham, tại bà cứ nghĩ bà thiếu bà tham. Giống như cái đứa mà nó cứ thèm á, nó cứ ăn cắp đồ ăn, nó ăn cho nó ăn, nó no rồi thì nó khỏi cái tâm niệm đi ăn cắp đồ ăn. Quý vị hiểu ý được cái chỗ đó. Thôi ngày mai mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể